xôn xao khung ảnh Ginh Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới với Puka, chuyện gì đây? Khung ảnh được cho là đám cưới của Ginh Tuấn Kiệt và Puka đang gây xôn xao cõi mạng. Vào sáng ngày 9 tháng 7, cư dân mạng đã thi nhau chia sẻ khung ảnh Ginh Tuấn Kiệt và Puka tổ chức đám cưới với nhau. Trong ảnh, Puka khoe nhan sắc rạng rỡ khi diện chiếc áo dài dành cho cô dâu. Trong khi đó, Ginh Tuấn Kiệt lại cực bảnh bao và điển trai trong bộ vest trắng khiến cư dân mạng mê mẩn không ngớt. Đáng chú ý, đằng sau cả hai còn là hình ảnh được trang trí đậm chất đám cưới miền Tây. Tuy nhiên, sự thật thì đây chỉ là những hình ảnh được xuất hiện trong những tập tiếp theo ở game show mà cả hai đang tham gia. Khán giả đứng ngồi không yên trước khung ảnh được cho là Puka và Ginh Tuấn Kiệt kết hôn. Trước đó, Puka từng hiếm hoi khẳng định mình là hoa đã có chủ. Nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ thật lòng với mọi người rằng Puka cũng có bồ rồi. Cũng lớn, trên hàng ba rồi nên bây giờ cũng đến tuổi yêu, mà thực ra là quá tuổi yêu rồi chứ nên là có bồ rồi. Cô còn tiết lộ tính cách người yêu trên sóng truyền hình. Thời gian trở lại đây, Puka và Ginh Tuấn Kiệt đã là một trong những cặp đôi được gán ghép mạnh mẽ nhất nhì làng giải trí Việt. Dù đã 7.749 lần lộ hình hẹn hò nhưng cả nhà trai và nhà gái vẫn chưa một lần xác thực nói rõ về mối quan hệ thật của cả hai. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, fan của cả hai vẫn rất quyết liệt, hứa hẹn sẽ đẩy thuyền tới bến và luôn mong chờ một đám cưới cổ tích của cặp đôi. Thời gian qua, cả hai đã vướng nghi vấn hẹn hò. Ginh Tuấn Kiệt và Puka cũng là cặp đôi được cộng đồng đẩy thuyền mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.